Thì trước khi vào video thì mình mong các bạn sẽ bỏ một chút thời gian để có thể follow kênh TikTok của mình. Và mình sẽ đăng một số video hài lên để giải trí các bạn nhé. Và bạn nào có thời gian thì hãy ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhé. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna